Hello, ôi trời trời, cầm cái kéo trên tay. Thì vừa nãy mình vừa mới nhận được một cuộc gọi từ bưu điện. Thì bên bưu điện bảo là có một cái hộp quà không đồng, rồi bảo mình lấy. Thì mình khá là bất ngờ. Một món quà đến từ bé Nhi Phạm, một bé fan rất là đáng yêu ở FC của mình. Thì bây giờ mình sẽ khui cái hộp quà này xem là món quà gì nhé. Thật sự luôn. Ôi hồi hộp quá. Cái Nhi Phạm đáng yêu cực kỳ luôn, hay gửi quà cho mình. Hôm nay là sinh nhật mình nhưng mà xui đó mọi người. Cái thứ nhất là mình đang cách ly tại nhà, mình không có đi ra ngoài được. Hai là mình bị mất Facebook, bị bay ạt Facebook, không hiểu sao cái số mình nó xui quá trời xui. Rồi đặt bánh kem thì chuẩn bị đi lấy bánh kem thì trời nó mưa. Mình nhiều khi mình tự hỏi là không biết hết trên đời này thì không á. Có gì cái đời nó xui xẻo như mình. Cháu mình có bóc quà chạy ra. Đi ơi. Cười vui lắm. Cặp. Ê, không được, ngồi đọc ạ. Mọi người coi nè, tóc dài, còn mình cũng gỡ được, còn mới xong cái bước đầu tiên, còn tiếp. Ngoài là cái hộp dài mình cũng suy nghĩ là có khi nào tặng dài không ta? Cái thiệt luôn mẹ. Dạ thế. Ui xịn xò quá. Dạ. Thế bà. Nhi Phạm ơi, I love you em. Trả lại. Wow, một đôi giày bò sữa. Bữa nay trend bò sữa cũng đang rất là hot. Vậy là có giày mới đi quẩy rồi. Ui, còn cái bánh kẹo nữa, trời ơi, nó tâm lý thì dễ sợ luôn. Bánh gì đây? Napatay nè. Mình cũng là một người rất thích ăn vặt, cho nên là trời ơi, đúng bài luôn chị có. Wow, bánh kẹo tiếp nè. Trời đỉnh nhỉ. Trời ơi, gói rất kỹ nha, rất là tâm lý luôn. Hạnh phúc là rất độ luôn. Từ từ, quà của mình nha, nhưng mà thằng cháu mình đòi. Này, cho mọi người coi cho. Rồi, một cái giày, hai bịch bánh. Wow, cái này cái gì vậy ta? Gói kỹ quá nè. Mình sẽ bóc cái này cuối cùng đi ha. Wow, ảnh mình này dễ thương chưa? Ảnh này là tấm đợt mình đi Thừa Thiên Huế, mình đi diễn cho cái xe đạp á, đường đua xe đạp. Là cái đợt này, hình như đợt này là bé Nhi Phạm là fan của mình luôn á. Còn cái áo nữa nè, trời ơi. Cái màu vàng đúng cái màu phong thủy của mình luôn á. Cũng sẵn bia luôn, mọi người nhớ follow nick TikTok của Nếp là ID là Nếp Công Chúa Vlog nha mọi người. Cứ bỏ Nếp là ra. Wow, còn để xem cái này cái gì. Còn cái lá thư nữa nha mọi người. Một cái lá thư. Và lá thư này mình sẽ đọc cuối cùng. Nhưng mình sẽ bóc cái này. Xanh quá nè. Bọc rất kỹ nhưng mà còn gắn cái nơ ở ngoài nha. Cho ba mà.
thích phụ kiện mà đặt quá trời quá đất đó nha. Trời ơi, thật sự luôn đó. Cái chuyện mà mình tính đặt phụ kiện nha mọi người. Cái tự nhiên giờ nó như cái gửi đúng phụ kiện luôn. Qua wow, đỉnh quá à. Mình là một người kiểu thích mặc đồ kiểu mà có phụ kiện, nhưng mà mọi người cũng thấy là đó, đó có tay chân mình rất là nhiều vòng vòng cổ các kiểu. Nên là mình hay đặt phụ kiện lắm. Trời ơi, dây chuyền nè, vòng nè, bông tai nè, không thiếu cái gì luôn. Chị nó sắp khóc đến nơi luôn nè. Thật sự luôn. Bây giờ đến được cái lá thư, bây giờ chị sẽ đọc cái lá thư. Trời ơi, chúc chị Nếp sinh nhật vui vẻ. Lúc đầu mình cứ nghĩ là mở một bức thư ra là sẽ là một dòng, là một cái phân tích bài vậy đó, bài văn vậy đó, mà không, rất ngắn gọn nha. Chúc chị Nếp sinh nhật vui vẻ. Thì mình cũng có biết qua bé Nhi là một người kiểu cũng một ít nói, nhưng mà kiểu bé cũng rất là chăm tương tác trên FC của mình này, chăm xin đăng lắm. Nói chung bé Nhi rất có tâm luôn. Thì thật sự là mình rất là quý bé Nhi. Thì nhân đây chị Nếp cũng cảm ơn bé Nhi rất nhiều vì đã gửi quà sinh nhật cho chị Nếp. Thì chúc bé Nhi luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn có nhiều sức khỏe nè, học giỏi nè, và luôn yêu thương chị Nếp. Cưng quá, thật sự luôn. Thì đây mới là hộp quà bé Nhi tặng nha. Cũng còn nhiều người gửi quà cho mình nữa, nhưng mà kiểu là đang dịch rồi, một phần cũng mưa bão cho nên là trục trặc đường truyền, cho nên là những cái quà khác chưa có về. Thì chắc hôm nay Nếp chỉ làm một cái vlog là đập hộp quà của bé Nhi thôi. Và sau khi nhận được những cái quà khác rồi thì Nếp sẽ quay tiếp cha. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi cái lúc của Nếp.